Xin kính chào quý vị. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Hai ngày gần đây, dư luận xôn xao thông tin về vụ án mạng phân xác trên sông Hồng. Hung thủ đã xuống tay quá dã man tàn độc khi không để nạn nhân được nguyên vẹn rồi sau đó phi tang xuống sông Hồng nhằm trốn tránh pháp luật. Tuy nhiên, sau hơn một ngày vào cuộc điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ được nghi phạm sát hại dã man cô gái trẻ. Nghi phạm tên là Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985, quê ở Thái Bình, trú tại khu đô thị Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội. Khanh được xác định là bạn trai của nạn nhân, đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà riêng ở Thái Bình. Khi cơ quan công an vây bắt nghi phạm tại nhà riêng, đối tượng có ý định quyên sinh nhưng không thành. Hiện, người này đang được điều trị dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cơ quan công an. Nhân thân của nữ nạn nhân xấu số cũng đã được xác định là HIN, tên viết tắt. Được biết nạn nhân từng là á khôi một cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam năm 2022. Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra làm rõ. Trước đó chiều 13 tháng 10, người dân thuyền chài trên sông Hồng phát hiện thi thể người phụ nữ khoảng 30 tuổi, không còn nguyên vẹn tại bãi cát sông Hồng thuộc địa phận thôn 2, Giang Cao, Bát Tràng, Hà Nội, liền lập tức báo cho lực lượng chức năng đến hiện trường. Sau đó, phần thi thể còn lại của nạn nhân được phát hiện tại bờ sông dưới chân miếu bản, làng Giang Cao. Người đầu tiên phát hiện vụ việc kể lại, phần thân của nạn nhân được bọc kín, giấu dưới nhiều tảng đá. Đặc biệt, khu vực giấu phần thân này được đổ lên một lớp xi măng. Cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nữ giới, cao khoảng 1m6, tóc nạn nhân màu đen, dài khoảng 35cm, xăm môi màu hồng, lông mày xăm màu nâu, chân phải xăm hình hoa sen, màu xanh đen, móng tay sơn màu trắng, móng chân sơn màu xanh. Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an điều tra vụ trọng án chiếc túi chứa hai chân và hai bàn tay bị đốt xảy ra ở thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Qua khám nghiệm, hai bàn tay bị đốt có gắn móng giả. Nhận định ban đầu của cơ quan điều tra là có thể nạn nhân bị phân xác ở nơi khác rồi đưa đến Bình Dương phi tang. Theo dõi vụ trọng án này, Thượng tá Trịnh Kim Vân, nguyên điều tra viên cao cấp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội, người từng trực tiếp thụ lý điều tra một số vụ án mà nạn nhân bị phân xác để phi tang cho rằng, mấu chốt bóc gỡ vụ án chính là việc xác định danh tính, nhân thân của nạn nhân. Ông Vân nhận định, đây là một vụ án phức tạp, hung thủ gây án một cách man rợ, tinh vi. Vì vậy, sẽ là không dễ dàng gì để đội ngũ pháp y, lực lượng kỹ thuật hình sự có thể xác định được danh tính nạn nhân bởi thi thể đã bị phân xác, bị tiêu hủy, đồng thời cũng chịu những tác động khách quan khác như dòi bọ, thời tiết. Theo ông Vân, từng yếu tố trong nhân thân nạn nhân đều ảnh hưởng trực tiếp đến hướng điều tra của cơ quan chức năng. Ông Vân lấy ví dụ, nếu nạn nhân là phụ nữ, những giả thuyết có thể đặt ra là nạn nhân bị giết vì tình cảm, bị cướp tài sản. Nạn nhân là gái bán dâm bị giết, hiếp. Trong khi đó, với trường hợp nạn nhân là nam giới, những trường hợp có khả năng cao sẽ xảy ra là bị giết vì tiền bạc, mâu thuẫn xã hội. Đặc biệt, việc xác định được danh tính sẽ giúp cơ quan điều tra truy vết được các mối quan hệ xung quanh nạn nhân, từ đó sẽ khoanh vùng được nghi can, nghi phạm. Thượng tá Trịnh Kim Vân chia sẻ thêm, bên cạnh việc phát thông báo truy tìm danh tính, cơ quan điều tra có thể xác định danh tính nạn nhân qua dấu vân tay mẫu ADN. Lúc này công tác vận động quần chúng là rất quan trọng. Đặc điểm nhận dạng mà công an tỉnh Bình Dương đưa ra là nam giới, đã trưởng thành, có chiều cao khoảng từ 1m68 đến 1m7, thời gian tử vong khoảng từ 8 đến 14 ngày trước. Từ những dữ liệu này, với kinh nghiệm công tác, cựu điều tra viên cho biết cơ quan điều tra sẽ rà soát lại toàn bộ dữ liệu camera giám sát xung quanh khu vực tìm thấy thi thể nạn nhân, với mục tiêu xác định được kẻ nghi vấn mang chiếc vali chứa các phần thi thể đến bãi đất trống. Song song, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra những thông báo mất tích, tìm người trong khoảng thời gian mà nạn nhân được nhận định là bị giết. Ngoài những hoạt động điều tra trên, Thượng tá Trịnh Kim Vân cho biết, cơ quan điều tra sẽ còn thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ khác để bóc gỡ vụ án. Ngày 30 tháng 5, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được manh mối rõ ràng nào liên quan đến án mạng phân xác đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Trước đó, toàn bộ lực lượng đã tỏa đi khắp nơi để tìm kiếm tung tích lai lịch của nạn nhân, đặc biệt là ở các bãi đất trống, khu chứa rác, ống cống. Đồng thời trích xuất toàn bộ camera xung quanh những khu vực tìm thấy một phần xác của nạn nhân. Trong quá trình điều tra vụ án phân xác, công an đã nhận được rất nhiều tin báo của người dân, chủ yếu là tin báo mất tích nhưng chưa có thông tin nào chính xác. Để việc tìm kiếm nạn nhân diễn ra nhanh hơn, công an tỉnh Bình Dương đã đến nhiều doanh nghiệp, điểm kinh doanh dịch vụ dán thông báo tìm lai lịch nạn nhân, đồng thời đề nghị nếu ai phát hiện người thân, bạn bè đi đâu không rõ, không liên lạc được
hoặc có đặc điểm giống những phần thi thể được thu giữ, thì thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh. Các địa điểm kinh doanh, mua bán, phòng trọ, nhà riêng, nhà cho thuê, cơ sở cho thuê trọ, nhà nghỉ, khách sạn đóng cửa có những biểu hiện bất thường hoặc bốc mùi hôi thối cũng được đề nghị tương tự. Công an Bình Dương cho biết danh tính người trình báo sẽ được bảo mật, đồng thời đề xuất khen thưởng với tin báo hữu ích của cá nhân tổ chức giúp khám phá vụ án. Chiều 30 tháng 5, Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cùng lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương và các đơn vị nghiệp vụ đã quay trở lại hiện trường, nơi phát hiện một phần thi thể người để khảo sát. Tại hiện trường, lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự và Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo nghiệp vụ cho các điều tra viên, lực lượng trinh sát hướng tiếp cận trong quá trình điều tra phá án. Tính từ khi phát hiện đôi chân tay người cháy xém tại bãi đất trống trên địa bàn khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đến nay đã 6 ngày, cơ quan chức năng vẫn chưa rõ lai lịch nạn nhân và hung thủ. Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, hiện có hơn 100 cán bộ chiến sĩ tham gia công tác điều tra, truy tìm lai lịch nạn nhân và thủ phạm. Trước đó, ngày 24 tháng 5, nhận được tin báo của người dân, Công an tỉnh Bình Dương đã đến hiện trường là một bãi đất trống nằm trong khu tái định cư rất ít người sinh sống thuộc khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên để khám nghiệm. Công an ghi nhận, hiện trường là hai cánh tay và hai cẳng chân của nạn nhân được bỏ trong túi du lịch cỡ lớn rồi bị đốt cháy. Lửa chỉ làm cháy phần trên của túi du lịch và phần cẳng chân, còn phần cánh tay, bàn chân và một phần túi du lịch nằm bên dưới vẫn chưa cháy hết. Công an phát hiện có hai móng tay giả ở tay nạn nhân nên nhận định nạn nhân là nữ và phát đi thông báo truy tìm tung tích nạn nhân nữ. Nhưng khi giám định ADN, xác định nạn nhân là nam, theo một lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự không loại trừ khả năng nạn nhân thuộc giới tính thứ ba. Chiều 28 tháng 5, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục thông báo truy tìm tung tích nạn nhân và đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân khi phát hiện thông tin liên quan thì cung cấp cho cơ quan công an để hỗ trợ công tác điều tra. Trong thông báo mới này, Công an tỉnh Bình Dương xác định đây là vụ án giết người và có thay đổi một số thông tin liên quan đến đặc điểm nhận dạng nạn nhân. Theo đó, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra vụ án giết người. Phát hiện vào ngày 24 tháng 5, tại khu tái định cư Gò Sở, tổ 1, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện tứ chi của thi thể nạn nhân và thu giữ một túi xách du lịch màu đỏ đựng tứ chi. Kết quả điều tra đến nay xác định nạn nhân là nam giới đã trưởng thành, có chiều cao khoảng 1m68 đến 1m7. Chết từ 8 đến 14 ngày, khoảng ngày 10 tháng 5 đến khi phát hiện. Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến toàn bộ cơ quan tổ chức, công ty doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Nếu phát hiện các thông tin liên quan thì nhanh chóng cung cấp cho cơ quan công an. Các địa điểm kinh doanh, mua bán, phòng trọ, nhà riêng, nhà cho thuê, cơ sở cho thuê trọ, nhà nghỉ, khách sạn đóng cửa có những biểu hiện bất thường hoặc bốc mùi hôi thối, hoặc khi phát hiện đối tượng có liên quan đến vụ án thì đề nghị cung cấp ngay cho phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương. Ngày 28 tháng 5, đã hơn 4 ngày trôi qua kể từ khi phát hiện một phần thi thể gồm hai tay, hai cẳng chân bỏ trong túi du lịch bị đốt cháy. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân. Hiện công an đang dốc toàn lực sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm lai lịch nạn nhân và hung thủ gây án. Sau khi giám định với kết quả nạn nhân là nam, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo đính chính những thông tin, đặc điểm nhận dạng nạn nhân trước đó. Cụ thể, công an xác định đây là vụ án giết người, nạn nhân là nam, tứ chi được bỏ trong túi du lịch màu đỏ. Nạn nhân có chiều cao khoảng 1,68 đến 1,7 mét, chết vào khoảng ngày 10 tháng 5. Công an tỉnh đã yêu cầu công an các địa phương trong tỉnh triển khai lực lượng đến tất cả công ty, doanh nghiệp để rà soát, xác định trường hợp nhân viên công ty, công nhân không đến công ty làm việc, không liên lạc được, không rõ lý do, nghỉ việc để sàng lọc, tìm kiếm lai lịch nạn nhân. Công an cũng phát đi thông báo đến các cơ quan tổ chức, công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cùng nhân dân hỗ trợ để nhanh chóng xác định thông tin về nạn nhân. Nếu ai phát hiện người thân, bạn bè đi đâu không rõ, không liên lạc được, hoặc có đặc điểm giống như cơ quan công an cung cấp, thì thông báo ngay cho công an. Người dân cũng kiểm tra các địa điểm kinh doanh, phòng trọ, nhà riêng, nhà cho thuê, cơ sở cho thuê trọ, nhà nghỉ, khách sạn đóng cửa bất thường và có bốc mùi hôi thối thì cũng nhanh chóng báo cho cơ quan công an. Những thông tin có giá trị giúp cơ quan điều tra làm rõ lai lịch nạn nhân và đối tượng gây án sẽ được khen thưởng xứng đáng, đồng thời bảo vệ bí mật thông tin cá nhân người cung cấp thông tin, thông báo nêu. Theo một trinh sát hình sự,
thông tin thu thập từ hiện trường tử thi là rất ít nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Hy vọng người dân cũng hỗ trợ để sớm tìm ra nhân thân lai lịch nạn nhân. Nếu xác định nhân thân lai lịch nạn nhân thì công tác điều tra sẽ dễ dàng hơn, giúp sớm tìm được hung thủ gây án. Một trinh sát hình sự cho hay, hiện nay các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã cử nhiều cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Bình Dương phối hợp điều tra vụ án này. Các tổ trinh sát được tung đi nhiều hướng để truy tìm tung tích nạn nhân. Các camera quanh khu vực và các địa điểm quan trọng vẫn đang được thu thập. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.